Chào mừng bạn trở lại với channel của Rùa TV. Mình là Rùa đây. Thì hôm nay là một cái video clip đặc biệt nhất. Đó là trong ngày Giáng sinh 25 tháng 12, bọn mình được tổ chức đi tham quan tại khu di tích ATK. Thì hiện tại mình mới bà hai đứa bạn mình đang đi lên hầm. Còn sao không Hùng? Sao đấy? Nếu khu di tích ATK mình chưa đi bao giờ cả. Nếu như bạn nào đi rồi nhớ để lại bình luận bên dưới mình biết nha. Và nếu các bạn thích video clip này đừng quên nhấn like và share đăng ký kênh của mình. Dừng đi. Quất lại xuống. Đâu hòm à? Lên luôn đà mà. Đi thế đi đằng kia nữa đâu. Wow. Đường dốc nhỉ. Không chịu à? Thật phi lên đây à? Ông ơi. Mấy người ta đứng nghỉ một lúc rồi. Ông ơi dân được. Ngồi xuống đây đã. Còn xa không? Mỏi quá các bạn ơi. Mỏi quá các bạn. Đi làm này. Ở đây hai đứa bạn mình đây. Hai đứa bạn thân nhất luôn. Cùng lớp. Mỏi quá đi tiếp đi. Cho xong đi. Đi lại cái đường. Trời ơi, là đi cho xong này. Mẹ mà này nữa. Đang quay về nó quá. Hay là đưa vào đây thật vậy không? Đi quay cho. Có xa không? Đéo đùa đâu. Đéo đùa đâu. Xa đây. Đâu có mấy bà này á? Sao lòng chết. Ủa. Dốc quá chịu nhỉ? Nhanh lên. Thôi đường bên này là dễ đi lắm rồi đấy. Còn xa không? Đây. Mãi không tới em này đi. Đừng cột à. Đừng cột. What? Giết cái gì vậy? Lại kiểu đừng cột nữa. Quân lên nhanh lên. Bỏ quân lại à? Ok thì vẫn chưa tới hầm các bạn ạ. Vẫn chưa tới hầm luôn. Vừa lấy cậu đi có gần không? Gần ạ. Đi. Ok lâu. Căn bản là chưa đi bao giờ nên là không biết được. À đây rồi. Hầm đây à? Quân. Hầm này á? À hầm chuối bom đạn thôi. Hầm chuối bom đạn thôi. Hùng chui thử vào đây này Hùng. Eo cô ạ. Đi đây thôi thì. Đây chính là cái hầm. Mình cho bạn xem. Hầm nó chỉ thế này thôi để mà chống bom đạn thôi mà. Đấy có mấy cái hố này người ta chui vào. Ồ thế là hết rồi. Giờ đi đâu đây? Đứng ra. Đây mới là hầm. Đấy, cái hầm nó mới này này. Cái chỉ này thôi. Cái hầm nó chỉ thế thôi. Thế rồi là ok rồi. Đi xuống đi. À, lên nghe chưa? Hùng ơi. Sao mày bỏ ta đây? Dốc quá. Cũng rất dốc luôn. Đi ăn đi, đi ăn đi. Ô xa thế rồi á? Ơ nhanh nhở? Đi đâu đây? Tiêu ấy. Kia kia bọn lâm mình nhở? Đây. Gậy gì? Gậy này á? Gậy dài kia tú cầm rồi. Ôi đang quay. Đây tú này. Kia này là quả lửa kia này. Ok mình vừa mới ra khỏi cái hang động xong. Mình vừa mới phát hiện một cái ngọn núi rất cao luôn. Mắc cao luôn. Trời đất ơi. Kè leo lên chắc tụt xuống là chết mất. Không sống nổi. Cùng lắm ai may mắn mới sống vừa khỏi thôi. Mới vào viện thì vô chứ không có sống được. Quá nhờ. Ai không may phát là trượt chân coi như ngã luôn ấy. Đây, toàn cảnh mọi người trường mình rất đông luôn. Ừ, biết rồi, cái đấy thì biết rồi bạn ơi.
Bọn gái là mình. Đây, bọn trai là mình đang ngồi nghỉ. Thắng mà lấy có đi hầm như nhỉ? Đi rồi. Vui nhỉ? Hầm mình. Chứ nó từng ăn rộng đi làm đi. Bạn Nubi. Đấy, rất đông luôn. Đây, bọn bạn mình. Bạn Nubi. Đấy, thành viên của Cowboy TV. Thành viên của Cowboy TV, các bạn nhớ đăng ký kênh. Tìm kiếm kênh Cowboy TV và đăng ký cho họ nhé. Có mẹ một đi. Phi á. Uầy, đồng vãi. Ê, ê, cái gì đấy. Ờ, chẳng biết mấy giờ rồi. Cái gì đó, cái gì đó. Để mình xem mấy giờ rồi nhá. Mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một nơi trưng bày sản phẩm ngày xưa nhá. Đây, ảnh nước đây, rất nhiều. Đây ảnh người ta khi đến đây chụp. Đó. Còn đây ảnh, cũng ảnh ngày nay. Còn đây là những quyển sách ngày xưa này. Đấy, cái bình cổ. Đây. Phần thưởng cao quý luôn. Ở quý y sai chữ y rồi. Đây, ảnh ngày xưa đây. Ba hồ đây. Đây. Đây, cũng có ảnh ngày xưa. Châu tắm nước. Viên đạn to nhé. Đây. Cũng ảnh ngày xưa luôn. Ở đây còn có cuốn sách, quyển sách to nữa này. Quá to luôn. Còn đây là kho vũ khí. Vũ khí rất nhiều luôn, bom đạn nhiều. Sỏi áo yếc kìa. Đây ảnh cũng ảnh ngày xưa luôn. Đây, mình sẽ giới thiệu nhanh qua để mình ra xe đi vào. Rất nhiều luôn, K98. Đây, búa xích ngày xưa này. Đây, cái cũng K98 luôn. Ok, thế xong rồi. Bây giờ mình sẽ ra xe đi vào. Vẫn còn bản đồ nữa nhá. Đây, bản đồ rất to luôn. Đây, cái bản đồ ngày xưa. Để phân chia. Đây có phần. Đây có phần chữ khu phân tích. Ok. Xong rồi, bây giờ mình sẽ ra xe để đi vào. Ok. Người ơi, đây là toàn cảnh của khu di tích lịch sử Atk. Đấy. Toàn trường mình ấy. Rồi hô đồng thanh. Tuyệt vời. Cắt. À, mình nhầm nha, vừa lấy mình nhầm. Vừa người ta thông báo là bọn mình sẽ chuyển sang khu tham quan tiếp theo. Ok, để xem đó khu tham quan nào. Mọi người đi theo mình nhá, let's go. Bọn mình đang chuẩn bị ra về. Mình xin lỗi các bạn là vừa lấy mình không thể quay được nha. Bởi vì máy mình không còn đủ dung lượng. Thì sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn xem video này mà thấy thích thì nhớ nhấn like, chia sẻ đăng ký kênh mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt các bạn vào những clip sau. Bye bye.